Để tiếp các bạn nha. Đây là bàn phím USB. Bàn phím USB mua cái đây cũng lâu rồi. Tháng gần tháng gì đó. Đây, mình sẽ khui tiếp cái thằng này. Rồi. Ê. Khui tiếp thôi các bạn ơi. Mình sẽ test thử coi nó nãy ra chưa chưa gì hết trơn, lỡ cắt bên hông quên quên review mình tính cắt luôn rồi. Rồi giờ mình test test thử các bạn ha. USB gắp OTG coi coi nó có hoạt động tốt trên cái điện thoại hay không, hy vọng lần này nó tương thích, hy vọng nó tương thích được cái điện thoại mình đang sử dụng. Đây. Cái USB OTG nãy test ok. Còn biết cái bàn phím này như thế nào mình chưa biết, để coi coi. Hy vọng nó tương thích tốt. Cái đơn hàng này ta bạn không biết rồi ha. Như tính hôm nay như tính mình mua cũng mấy lần thấy cũng ok luôn ha. Địa chỉ cho bạn nha, hôm nào chúng ta có điều kiện chúng ta lại chúng ta ủng hộ nha. Nhất tính ai bắt tâm rồi, hãy bông bên thôi, bắt đầu vô em chủ đề chính đây. Đây bạn nha, đây mã là K830, mã K830 sử dụng cho tất cả các hệ điều hành mà ha. Này. Rồi. Cái mã đây là cái thông tin địa chỉ web. Rồi chọn USB. Màn hồng đây. Rồi. Thông tin phần trước. Đây, phần trước đây. Rồi, khui thôi các bạn ha. Để khui cái nút đây. Rồi, phần chính màu đen các bạn nha. Black. Rồi, mình sẽ để trong này mình test luôn. Có cái tem bảo hành đây. Hàng chính hãng các bạn ha. Tem bảo hành đây. Bảo hành tới 2020 luôn hả? Ở đây là cái in chữ in chìm khắc 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 trên mặt sau phím. Main China. Đa phần mấy thiết bị điện tử bây giờ là được Trung Quốc nó sản xuất là nhiều các bạn ha. Nhập về Việt Nam rồi qua mấy cái đường vận chuyển. Nhìn chung thì cái cáp nè các bạn, cáp á, đầu cáp á, cái nhựa nhựa này nhựa cũng khá tốt luôn nha. Nhìn cái độ bóng nhựa nè, cái khớp nhựa nè, cái đường nối nè ha, mấy cái kẽ nối kẽ hở khá là ok. Cái đầu USB cũng bóng mượt, cái này loại này cũng là loại loại tầm trung là tốt chứ không phải là loại thường. Rồi bây giờ mình dùng điện thoại mình test thôi. Mình test mình cắm cáp OTG vào. Mình dùng cái điện thoại như là cái máy tính. Rồi, mình cắm cái cáp vào ha. Rồi, không biết cái điện thoại nó tải nổi cái này hay không. Mình dừng xíu mình lấy cái gì đó mình kê các bạn. Mình kê thử cái này coi. Lấy cái hộp bọc đi. Đây. Lấy cái hộp bọc mình kê. Yeah, rồi. Gỡ ra luôn đi các bạn ha, nhìn cho nó đỡ bị vướng. Rồi, mình cắm vào thôi. Hai cái khớp các bạn ha. Rồi, điện chắc không đủ rồi. Chắc không đủ điện hay sao nè. Có thấy cái biểu tượng gì đó. Nó mới hiện nè, chữ A nè.
Đây. Đã ngắt kết nối. Chọn biểu bàn phím ngoài. Cài đặt loại bàn phím. Loại bàn phím. Đây, tiếng Anh, Mỹ, Yến Liệt nè. Bàn phím Android. Được chưa ta? Thử coi. Ao, ok. Rồi, bây giờ mình gõ trong bảng một xíu các bạn nha. Rồi, giờ xoay ngang cái đi. Xoay ngang mình nè. Đây, rồi. Giờ gõ tí bằng bảng chơi. Rồi. Bạn đang làm gì đó? Ok, Andona nè, đây, xóa nè. Ok các bạn ha. Là hỗ trợ chuẩn các bạn nha, bàn phím này hỗ trợ chuẩn luôn. Năm lóc nè. Năm lóc. Các bạn thấy cái đèn không ta? Đèn mờ quá. À, các bạn thấy không? Đèn ha. Đèn năm lóc nè. Tắt nè, gõ nè, gõ số không ra nè. Rồi, năm lóc. Số số ra các bạn ha. Đấy. Đấy, các bạn thấy dãy số chạy ha. Rồi ok, cho nè nè, xóa nè. Giờ viết dấu coi. Ở đây nó liệt phải không? Giờ chuyển qua tiếng tiếng Việt coi nè. Đây, tiếng Việt đây. Rồi, é. Hôm nay trời lạnh quá. Đây. Hôm nay trời lạnh quá. Rồi, ok các bạn ha. Giờ mình chuyển qua nhắn thôi. Đây, nhắn tin nè. Rồi, nhắn tin rồi. Nhắn tin các bạn ha, tạo tin nhắn nè. Đấy, người nhắn. Là đây, đây. Đó, chọn người nhận được nè. Rồi, đây nhập tin nhắn với bà xã coi. Đấy. Rồi, ok các bạn nha. Thiết gì cũng khá là ổn này. Đây để chụp màn hình coi sao. Bấm rent nè. Wow, chụp màn hình luôn các bạn ha. Đây. Đây, chụp ảnh màn hình đây, coi ảnh màn hình coi. Đấy, ảnh màn hình đấy. Ừ, bấm vô hết được rồi nè ha. Đấy. À, ảnh màn hình luôn các bạn ha. Ok, bây giờ mình vô mấy cái file coi nè. Vô mấy cái file coi. Chọn nhanh luôn nha. File. Rồi, kéo xuống bộ nhớ nè. Rồi, chọn thử một file nè. Dạ, lui ra cái đi. Rồi, bây giờ mình chọn. Đâu rồi, chọn bộ nhớ lại nè. Đó. Chọn. Đây, nè. Thấy thấy chỗ rồi ha, thấy chỗ chuột rồi, giờ bấm bay up lên đầu, bay out, bay down, bay down down đấy, khá là ok các bạn ha. Thấy nó dùng những cái phím là nó đầy đủ các bạn nha. SC là thoát ra nè, SC thoát nè, thấy đấy đấy, tab nè, tab nó nhảy lên nè các bạn, đấy đấy, nhảy xuống phần dưới luôn nè. Đấy. Rồi, ok các bạn ha. Tắt màn hình nè. Đấy, bấm một nút hiện ra nè. Nhập mật khẩu nè. Ok. Đủ hết các bạn nha. Không thiếu cái gì ha. Ứng dụng. À, bấm phím Win coi. Win nè các bạn nha. Win là vô Google ha. Internet F4 rồi nè. Khó không? Tab. À,
Antalya 8 là chuyển nè. Đấy. Đấy. Vô bộ nhớ nè. À, còn một nút nữa ta. Mình thử nha. Vô hư mục đây, chọn file. À, nút nút này các bạn nha. Đây, nút tùy chọn menu chuột phải nè. Đây, chọn nó cho phép chúng ta xóa chuyển này kia được hết nữa ha, ok ha. Đây, SC thoát nè. Lúc này coi có phải lui lại không? Gần như đầy đủ các bạn ha, gần như đầy đủ các phím ở trên máy tính luôn ha. N xuống cuối cùng nè. Home nè, lên trên cùng nè, N là xuống cuối nè. Đấy, bấm delete thử coi. Đấy. Có delete là chưa chưa thấy nó cho delete. À, bấm delete là nó không cho xóa thôi. Ok, gì cũng tiện. Thì bấm mấy cái F này. F1, F2, F3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, mấy cái F này không có sử dụng trong điện thoại được các bạn ha. Có cấp lock nè các bạn. Tại mình cho cái đèn nó qua đây coi. Nó mờ quá mà. Nó mờ quá các bạn không thấy ha. Đây, bấm lại nè. Rồi, lỏng cáp USB rồi nó thoát rồi. Rồi, ok, tới như đây được rồi các bạn ha. Nhưng nói chung là bàn phím này trung bình giá này mà đương gì là khá là ổn. USB này mà tương thích được với điện thoại à, tương thích được với điện thoại thì cái tầm giá này rất là ok các bạn nha. Tám mấy nghìn tính đâu biết xếp. Thì cái này mình sẽ chia sẻ link bên dưới cho các bạn dễ dễ tùy chọn, mà chúng ta có mua mua ủng hộ shop. Rồi, chia sẻ với bạn như đây thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.